Xin chào các bác, hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác làm một chiếc giỏ trái. Xin chào các bác, hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác làm một chiếc giỏ đựng trái cây từ dưa hấu. Và nguyên liệu thì chúng ta sẽ chuẩn bị là một quả dưa hấu tròn, một con dao tỉa cơ bản, một con dao pha khối và một chiếc múc hoa quả. Đầu tiên thì chúng ta sẽ pha cái phần vỏ dưa ra nha các bác. Sau đó pha các cái khối vuông này để tỉa các cái hoa đơn. Chúng ta sẽ đi đứng dao một góc 90 độ, đi cái vòng tròn nhỏ. Nghiêng dao ra rõ. Tiếp theo chúng ta chia đều ra làm 5 cánh hoa. Rồi lấy cánh các bác. Đây là cánh đầu tiên này. Ta đi giao tương tự như vậy. Chúng ta được bông hoa đơn. Tiếp theo ở mỗi cái điểm này chúng ta đi 3 đường chữ V, một đường dài ở giữa và 2 đường nhỏ hai bên. Tiếp theo thì đến phần chiếc lá nha các bác. Các bác chuẩn bị cho em một cái khối như thế này. Ở cái đường này chúng ta sẽ đi đứng dao, hạ xuống đây, đi hai đường thẳng song song, chạm nhau ở điểm cuối này. Nghiêng dao ra rõ. Mỗi đường này chúng ta đi cái đường chữ V này. Đối diện là tương tự. Rồi ở một cái đường này thì chúng ta bắt đầu đi cái đường này, chữ V này, kéo lên đây, dọn nó ra. Các bác nhớ nhé, to dần xong hạ xuống nhỏ dần. Đối diện là tương tự như vậy.